4 cựu tổng thống Mỹ đã ghi hình một video cổ động người dân Mỹ tiêm vaccine phòng COVID-19. Các cựu tổng thống là Barack Obama, George Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter đã cùng xuất hiện trong băng quảng cáo. 4 cựu tổng thống Mỹ đã nói với người dân rằng vaccine phòng COVID-19 là cơ hội để đất nước quay trở lại cuộc sống bình thường. Ông Obama nói, vaccine là hy vọng, nó sẽ bảo vệ bạn và những người bạn yêu thương trước căn bệnh chết chóc này. Còn ông Bush thì hướng dẫn, hãy xắn tay áo lên và làm việc của mình đi. Quảng cáo này được phát sóng đúng vào buổi tối ngày hôm qua khi Tổng thống đương nhiệm Joe Biden có bài phát biểu trên truyền hình đưa ra dự báo cuộc sống ở Mỹ sẽ trở lại gần như bình thường vào thời điểm Quốc khánh mùng 4 tháng 7. Good evening, my fellow Americans.